千般意義，飲罷一笑清靜，還奉上所剩權利，忍住苦澀滋味，明白我身處何地，不用屈住屈住，難道我未嘗痛悲，可以忍這失意日子，爭風必先有基地，做了將始終做了兵似兵，這絕非我自己，不待有緣不碰硬，是折把怎能避，一待我能找戰力，難讓你前途遠飛。張麗欣啊，張麗欣啊，揾張麗欣。個建議。啊，聽到開封電台嚟啊，皇上的下親子來睇威麗欣啊。個建議我等到你第七步買啫。呀。Tiểu thư nói thái quý đại nhân thông địch bán nước, mật mưu làm phản, cho nên hoàng thượng đã chuẩn bị tạo thành chúng ta. Thật ra có chuyện gì vậy sao? Trương đại nhân à, chuyện này hoàn toàn là sự thật đó. Xin lập tức báo cho thái quý đại nhân biết và quyết định đi. Không được. Thái quý đại nhân là bị thương. Nếu mà bây giờ cho ông biết được tin này, chắc ông sẽ bị đả kích. Được rồi, ngươi ra ngoài trước đi. Chờ đến thời gian thích hợp, ta sẽ đem chuyện này bẩm cho thái quý. Trương đại nhân, nhưng mà chuyện này cấp bách lắm, tiểu nhân sợ. To gan, bổn sẽ biết phải làm sao. Lập tức ra ngoài. Còn nữa, thái quý đại nhân. Thái quý, không cần nói nữa. Chuyện gì ta cũng nghe được hết rồi. Chuyện lớn như vậy, tại sao phải giấu ta chứ? Bẩm nhạc phụ, con sợ sức khỏe của nhạc phụ. Không lẽ tính mạng của ta quan trọng hơn hàng ngàn hàng vạn người của Diệp Đô hay sao hả? Vừa dốt Lưu Thành Hữu, hắn lợi dụng ta xong rồi lập tức muốn giết ta, thấy ta vừa có chết được, cho nên với quan ta nói ta khi quân phạm thượng, hắn thiệt là hiếp đáp người quá. Người đâu? Có truyền sai Vinh và Triệu Khang dẫn chờ ở ngoài phòng kết gặp ta. Dạ. Nhạc phụ đại nhân, tinh thần của nhạc phụ đại nhân có chịu đựng được? Phải đó cha, vết thương của cha còn chưa lành lại hay là... Cha không sao, cha không sao. Nếu mà cha còn hơi thở cuối cùng, cha cũng không bao giờ tha cho vừa dỗ kia đâu. Thái quý đại nhân. Các vị miễn lễ, miễn lễ. Thuộc hạ vô dụng, tin lầm kẻ địch, cho nên làm thái quý bị thương và có nhiều anh em bị tử trận. Thuộc hạ xin thái quý xử phạt, thuộc hạ có lỗi. Triệu Khang Dẫn, đứng dậy đi, đứng dậy đi. Bổn soái biết rõ người của người lắm. Ngươi bị kẻ gian lợi dụng thôi. Huống hồ các vị rất là trung thành với ta, không sợ tính mạng nguy hiểm cũng phải bảo vệ ta, đâu có tội gì chứ. Nhưng mà thái quý, thuộc hạ thấy thẹn trong lòng lắm, xin thái quý giáng tội. Được rồi, nếu là vậy, bổn soái cho người một cái cơ hội lấy công chuộc tội. Xin đại nhân ra lệnh. Vua của Đại Hán Lưu Thành Hữu, hắn vu oan bổn soái phạm thượng muốn làm phản, định ra quân tạo thành bổn soái. Đáng lẽ bổn soái không có thích đánh dẹp, tại vì chỉ có dân chúng lão bá tính mới chịu khổ thôi. Lưu Thành Hữu là vua dốt, hắn bị ổi vô liêm sĩ. Nếu mà hắn đánh tới Diệp Đồ, vậy lão bá tính ở Diệp Đồ chắc chắn sẽ đau khổ lắm. Cho nên quốc hoài này không thể bỏ Diệp Đồ đâu, và để cho vua dốt kia làm sao thì làm.
Được rồi, nếu người dù không cho ta làm phản thì ta sẽ làm phản cho người coi. Nhưng bây giờ bổn sói cần nhất là sự ủng hộ của các vị. Chúng tôi nhất định ủng hộ Thái Quý đại nhân. Tốt lắm, nếu vậy thì tốt rồi, bổn sói có thể yên tâm. Kể từ ngày hôm nay các vị ở đây dưỡng thương, chờ khỏe lại rồi sẽ quyết tử chiến với Lưu Thành Hữu. Được, để tôi đánh vô dốc kia tỉnh lại. Giờ đi. Thái quý đại nhân. Sai Vinh, cháu tới rồi à? Được, ta có chuyện muốn giao phó cho người làm. Xin đại nhân ra lệnh. Chúng ta sẽ đánh giặc với Lưu Thành Hữu, sớm muộn cũng phải đánh với người Tiết Đàn. Người Tiết Đàn đang chuyên môn làm ác, đến lúc chúng ta phải đánh lại tụi nó. Cho nên sáng sớm ngày mai, người dẫn theo 300 lính ở trong thành Diệp Đồ bắt cướp tất cả các người Tiết Đàn, nhất là mấy người Tiết Đàn muốn hành thích bổn sói. Thu Ca sẽ cố gắng thi hành. Nhưng mà nhớ kỹ, trước khi tự hành chuyện này nhớ đừng có cho ai biết nha. Hiểu chưa? Có hiểu ý của ta chưa hả? Dạ Thu Ca hiểu. Được rồi, Sai Vinh, chúng ta có quan hệ là bà con. Hôm mà ở dưới núi Cửu Khúc, cháu đã cứu cậu, cậu rất là cảm ơn cháu. Thu Ca chỉ làm tròn bổn phận mà thôi. Cháu trung thành với cậu lắm, nhưng mà không kể công lao với cậu, cậu rất là vui mừng. Nửa đời của cậu bình nghiệp, thấy tiếc nhất là không có con cái. Cháu bây giờ cũng đơn thân độc mã, cháu và cậu rất hữu duyên. Hơn nữa chúng ta là bà con. Nếu mà cháu đồng ý, cậu định nhận cháu làm con nuôi. Ý của cháu ra sao hả? Con bái kiến nghĩa phụ. Được rồi, đứng dậy đi. Được rồi. Sẽ rồi nào vậy? Sáng sớm hôm nay quan lính bắt đầu bắt người, bất cứ là già trẻ trai gái gì đều bắt hết á, nói họ là gian tế đó. Chú đi chuẩn bị, chúng ta làm tức rời khỏi đây. Dạ. Nam Lan, Nam Lan. Chuyện gì vậy? Chúng ta rời khỏi đây. Tại sao vậy? What why? Cho người bắt quần chúa. Dương Kiêu, Sà Đê Ca, sao đúng lúc quá vậy? Tân Ngạo, đã khuya rồi, định đi đâu vậy? Tôi định đi kiếm người bạn thôi. Đi kiếm bạn, cần gì phải ngồi hai chiếc kiệu? Thật ra ai ở trong kiệu? Hôm mà ở dưới chân núi Cửa Khúc, người cứu gia Lục Mập Lăng đi, trong kiệu có phải là nó không? Sai Quỳnh, anh biết rồi, tại sao còn hỏi chứ? Thái quý đại nhân có lệnh, tất cả người Tiết Đàn cũng rất có thể là gian tế. Người để hai chiếc kiệu ở đây đi, rồi ta thả người. Anh đoán thử coi tôi có làm vậy không? Nếu là vậy, người đừng có trách ta không để mặt nha.
Sa đại ca, cảm ơn anh. Cảm ơn Sa đại ca tha cho tôi. Các vị, hẹn ngày gặp lại. Khởi kiệu. Thái quý đại nhân tới. Thái quý đại nhân. Đại nhân. Cái gì miệng lệ? Ta mới nhận được tin đại quân của Lưu Thành Hữu đã chuẩn bị xong lương thảo, ngày mai sẽ rời kinh thành tiến vào dịp đồ chúng ta. Trận chiến này theo ta nghĩ không cách nào trốn khỏi. Sai Vinh, Triệu Hoàng Dẫn. Dạ có. Ta ủy nhiệm Sai Vinh làm mã tực quân sứ, phụ trách binh quyền đệ tam đệ tứ bộ của dịp đồ. Triệu Hoàng Dẫn, bổn số ủy nhiệm người làm thì về thống lĩnh phụ trách huấn luyện quân sĩ, lập tức đáo nhiệm. Dạ, dạ đại nhân. Nhân Trịnh Nhân, Đào Tâm Xuân. Dạ, dạ đại nhân. Bổn soái ủy nhiệm hai vị làm thị vệ phó thống lĩnh, giúp đỡ xài quân sứ và Triệu thống lĩnh duy trì quân kỷ, lập tức thi hành. Báo cáo quý đại nhân. Hà Đào, tiểu nữ có mặt. Bổn soái ra lệnh ngươi làm chủ bộ lo chuyện cơ mật và đặt ra kế hoạch trá địch cho bổn soái, lập tức thi hành. Tạ thái quý đại nhân. Cần gì, từ nay các vị là đồng liêu của bổn soái, nếu mà chúng ta đồng lòng hợp sức cùng nhau chống địch, chắc chắn sẽ đánh bại 1 triệu đại quân của Lưu Thành Hữu. Anh vào phòng sách của cha em vậy? Cái gì? Cái gì? Anh làm gì chứ? Tức là tiếc là tiếc là bất minh. Anh làm gì vậy? Tôi thích vào đây cũng tại cha của cô thôi. Là nó nham hiểm, tiểu nhân bỉ ổi. Bỉ ổi? Tại sao anh lại chửi cha em chứ? Rưỡi mà người làm nghe được thì chết đó. Tôi thích chị nó, tôi thích chị nó. Thiệt là bực mình. Ta thích chị nó. Đúng là bị rồi. Tiểu nhân bị rồi. Cái thằng cao già bị rồi. Tiểu nhân kìa. Ê, anh bị rồi. Anh uống sai rồi đó. Ngồi xuống đi. Ừ, uống đi, uống đi. Ừ. Anh đừng uống nữa. Tránh ra đi. Nó chưa có xài. Nó chưa xài. Nhớ lúc trước. Nhớ lúc trước ta và nó xuất sanh nhập tử. Đang biết bao nhiêu giặc cho nó. Bây giờ nó có mấy thằng tiểu nhà bên cạnh của nó, đâu có coi ta ra cái gì đâu. Anh Đức à, bình thường ta không coi ta ra cái gì, nhưng mà tụi nó ai cũng được thăng quan phát tài. Ta đâu có được cái gì. Phu nhân, phu nhân ta đâu được cái gì. Nó nhận luôn Sai Vinh là con nuôi. Vậy tức là sao? Hả?
Dù sao ta cũng là con rể của hắn, tức là như con ruột vậy thôi mà. Nó làm như vậy coi ta không có phải không? Có phải không hả? Anh Đức à, anh đừng vậy mà. Còn cô nữa, còn con nữa. Cô thiệt là vô dụng. Chúng ta là vợ chồng, còn không biết nói với nó cho tôi được thằng hoàng phát tài hả? Cô vô dụng, vô dụng, chỉ biết khóc thôi. Khóc chỉ biết khóc thôi à. Cứ khóc cho đã đi, khóc cho đã đi nha. Hèn chi tôi mặc gì, tôi không ở đây nữa. Ê, rượu đi, đem rượu cho ta. Rượu, rượu à. Đi đâu vậy? Tôi đi kiếm Triệu Khang Dẫn. Còn xuống đi, vết thương của cô chưa khỏe lại đó, chân cũng chưa có đi được. Chưa kiếm được ảnh, cô đã tắt thở rồi. Không đâu, nếu tôi chưa giải thích rõ với Triệu đại ca, tôi sẽ không chết đâu. Cô, còn nữa, anh đã hứa với tôi là đi kiếm ảnh tới đây, cho tới bây giờ anh vẫn chưa có đi, tại sao vậy? Nạp Lan, tôi không muốn giấu cô nữa. Bây giờ Triệu Khang Dẫn đã được Quách Quay phong chức thì giờ thống lệnh, bây giờ quay phong lắm. Đáng lẽ tham quan phát tài là chuyện tốt lắm, nhưng mà đối với hai người không phải là chuyện tốt đâu. Có hiểu chưa? Tại vì Triệu Khang Dẫn hiểu lầm cô muốn hãm hại anh, hơn nữa bây giờ được làm quan lớn, còn cô là quận chúa của Tuyết Đan, nhiều chuyện cộng lại tại sao cũng đi kiếm anh. Cho dù anh chịu tha lỗi cho cô, nhưng mà với thân phận của anh bây giờ, hai người không có thích hợp đâu. Nạp Lan, tôi khuyên cô nên yên tâm dưỡng thương, chờ cô khỏe lại rồi tôi đưa cô về Tước Đàn gặp cha của cô, được không? Không được. Cho dù bây giờ Triệu đại ca làm cái gì, anh cũng không bỏ tôi đâu. Huống hồ nếu bây giờ tôi không giải thích rõ với anh, anh cũng còn hiểu lầm tôi. Tôi không thể bị du quan và trở về Tiết Đan như vậy đâu. Tôi phải đi kiếm anh giải thích rõ. Tôi tin rằng bây giờ nỗi lòng của tôi anh hiểu rõ nhất. Tôi nhất định đi kiếm anh, tôi nhất định đi. Vô đi. Triệu thống lãnh, có người kêu tôi đưa thơ cho thống lãnh đó. Ngươi ra ngoài đi. Dạ.
Nạp Lan muốn gặp mặt anh để giải thích ra chuyện này. Cô chưa có chết hả? Anh muốn cô chết hả? Cô sống cũng vậy, chết cũng vậy, không liên quan tới tôi nữa. Không có liên quan tới anh. Giờ chuyện hôm đó, nếu anh đầm xéo một chút, thằng Tiên sống cũng có thể cứu được cô đâu. Vậy coi như là cô may mắn thôi. Nếu mà Nạp Lan thấy anh như vậy, chắc cô sẽ chết nhắm. Cô tốt với anh như vậy, tại sao anh đối đãi cô tàn nhẫn vậy? Tại vì cô lừa gạt tôi trước. Tôi tin cây cổ như vậy, không ngờ cô lừa gạt tôi. Không lẽ anh tưởng Nạp Lan cố ý lừa gạt anh hả? Anh không cần nói nữa. Anh tự hỏi lương tâm của anh đi. Anh nói đi. Nạp Lan biết anh hiểu lầm cô, chẳng như không trách anh làm cô bị thương. Còn kêu tôi đi kiếm anh giải thích rõ chuyện này với anh. Tôi nói thiệt với anh, nếu mà cô có ý lừa gạt anh, có cần gì phải tới đó chứ? Cũng đâu có để cho anh đâm cổ bị thương chứ. Cho dù anh nói sao đi nữa, tôi cũng không đi gặp cổ đâu. Cái gì? Tôi từ nơi xa tới đây kiếm anh lại nói không đi. Vậy tức là không nể mặt thằng ngạo này chứ gì? Anh đừng có nói vậy. Nói tóm lại chỉ có một câu, tôi không đi. Anh đi hay không? Không đi. Anh không đi tôi đánh chết anh. Anh đánh chết tôi cũng không đi. Tần Ngạo, Triệu đại ca đâu? Tại sao vậy? Anh kiếm không thấy anh hả? Kiếm được anh rồi. Vậy tại sao anh... Anh không muốn gặp mặt cô. Anh nói là cô chọc giận ảnh. Từ nay anh không muốn gặp mặt cô nữa. Vậy tại sao anh không giải thích giùm tôi? Tôi có nói với anh rồi. Anh có nói hả? Anh nói rồi, tại sao anh không chịu tới gặp tôi chứ? Nạp Lan cô nương à, tôi đã nói với ảnh, nhưng mà ảnh đâu có tin tôi chứ. Không đâu, chắc chắn Triệu đại ca sẽ tin tôi mà. Chắc là anh không có nói với ảnh, hay là anh nói láo với ảnh. Không đâu, Triệu đại ca không có bỏ tôi đâu. Tại sao, tại sao Triệu đại ca không tới gặp tôi? Cô đi đâu vậy? Anh không chịu đi kiếm ảnh, tự mình tôi đi kiếm ảnh. Cô đừng có khờ như vậy mà. Tôi nhất định phải giải thích rõ với Triệu đại ca. Chuyện đó không có liên quan tới tôi, là tại Thế Phiên lợi dụng tôi thôi. Nếu không ảnh tưởng tôi lừa gạt ảnh. Nếu mà tôi không đi giải thích với ảnh, tôi không có cam lòng đâu. Cô đừng làm vậy mà. Anh đừng có cản tôi. Triệu đại ca. Nạp Lan. Triệu đại ca, tại sao anh không tới gặp em? Chuyện đó không phải là em làm đâu, là tại Thế Phiên. Nạp Lan, em đừng có nói nữa. Anh ở ngoài đã nghe được hết rồi. Triệu đại ca tin em nói. Thiệt hả? Thiệt. Bây giờ tôi phải thử võ công của các vị. Hai anh này đứng ra đi. Dạ. Các anh đã tập được cái gì, đánh ra cho tôi coi. Xuất chiêu đi. Anh bạn này, anh bạn này, xin lỗi nha, hồi nãy tôi hơi nặng tay. Có sao không? Đưa anh vào đại phu khám đi. Dạ. Các vị đừng có làm biếng, tiếp tục tập. Dạ. Tâm Điền, tại sao hồi nãy ra tay nặng như vậy? Không, tại em lỡ tay thôi. Thì không hả? Em cũng lỡ tay hả? Ê,
Tâm Điệp. Tâm Đệ. Đại ca, chuyện gì hả? Sao mặt của đệ xong quá vậy? Không được khỏe hả? Đâu có phải. Nếu không phải không được khỏe, vậy chắc em có tâm sự. Đại ca, ta đang nghe mà thôi. Đúng rồi, cách đây mấy tháng chúng ta bắt được mấy người tiết đan về. Đại ca có thẩm vấn tụi nó rồi. Tụi nó chỉ là người tiết đan bình thường thôi. Thêm 2 ngày nữa chúng ta sẽ thả tụi nó về. Vậy tốt quá. Người tiết đan cũng là người thôi, không nên làm sát vô tội. Để nói đúng. Nhưng mà tiếc nhất là hôm ở dưới nước Cửu Khúc, bọn gian tế phục kích Thái Quý đại nhân, chúng ta bắt không được họ. Không biết tụi nó đã trốn hay là tụi nó thần thông quảng đại. Vậy à? Đại ca nói thật với đệ nha, người bạn của đệ tên là Tần Ngạo, cách đây mấy ngày đã đánh nhau với đại ca. Thiệt hả? Tại sao vậy? Nó muốn dẫn quần chúng của Tiết Đan đi, đại ca không chịu, cho nên mới đánh nhau. Nhưng mà rốt cuộc nó cũng đã trốn được. Thiệt hả? Chuyện này chắc đệ cũng biết rồi mà. Chuyện này em không biết, Tần Ngạo cũng không có nói với em. Đệ đã gặp qua Tần Ngạo. Tuy rằng đại ca là thô lỗ, nhưng đại ca cũng biết tình cảm của trai gái cũng rất khó không phải là dễ. Nhưng mà chỉ nam nhi phải thành đại công lập đại nghiệp, để làm như vậy làm sao được chứ. Tâm Đệ, để đừng có trách đại ca lẩm cẩm nha. Nhớ đừng xử sự theo tình cảm, bất cứ chuyện gì cũng phải tính cho đại cục mới được. Để biết không? Để tự mình suy nghĩ kỹ đi. Ngắn thôi đã có thành tích lớn như vậy, bổn soái cũng rất là khâm phục. Đại nhân nói quá khen thôi. Đây cũng là nhờ có Nhị ca và Đào cô nương giúp đỡ mới được thành tích như vậy. Tâm Đệ à, anh và Tâm Xuân nói là giúp đỡ em thôi mà, nhưng huấn luyện quân đội anh đâu có bằng em được. Nhị ca. Được rồi được rồi, các vị không cần phải khách sáo nữa. Bổn soái đã thấy ai đã góp sức coi như cũng đã lập công. Hôm nay ta xin cảm ơn các vị trước. Thái quý đại nhân sao? Theo tin từ Tiền Tiến về cho biết, đại quân của Lưu Thành Hữu đã quá giang rồi, đang tiến về Diệp Đô của chúng ta. Ta thấy rằng giờ phút này chúng ta phải mặc áo giáp lên trận. Hà cô nương, phương diện lương thảo cô đã chuẩn bị xong chưa? Bẩm thái quý, đã chuẩn bị lương thảo 6 tháng cộng thêm 6 tháng dùng để bổ sung. Tốt lắm, tốt. Vĩnh Đức. Dạ. Chiến mã đã chuẩn bị xong chưa hả? Chiến mã đã chuẩn bị 800.000 con, còn 200.000 con để lại làm trừ bị. Trình Ân, Đào cô nương, cùng về binh khí thì sao hả? Đại nhân, có 300.000 cây đại đao, 400.000 cây thương dài, 500.000 cây cung. Ngoài ra còn có 600.000 cung tên đã chuẩn bị xong xuôi. Tốt, rất là tốt. Bây giờ chúng ta cái gì cũng đã chuẩn bị xong xuôi. Bây giờ chỉ chờ lệnh của đại nhân, chúng tôi sẽ lập tức tấn công Khải Phòng.
Triệu đại ca. Chuyện gì? Nạp Lan có chuyện muốn nhờ anh. Em thiệt là giữa anh và em tại sao còn nói chữ nhờ chứ? Có chuyện gì em nói đi. Em cảm thấy ở đây đã xảy ra rất nhiều chuyện phân tranh, không có người nào thật lòng. Em thấy chán lắm. Có câu nói là sống trong giang hồ khó mà tự chủ được. Nếu mà chúng ta không sống trong giang hồ nữa, vậy chúng ta sẽ sống được tự do thông thả rồi. Ý của em là... Ý của em là nếu mà hai chúng ta kiếm một chỗ thanh tịnh không có ai tới, từ nay chúng ta không xen vào chuyện người ta. Không thể nào được. Nếu chúng ta bỏ đi chẳng khác nào là trốn tránh. Anh không thể nào làm như vậy được. Huống hồ dân chúng là Ba Tánh hy vọng đều đạt hết ở trận chiến lần này, cho nên anh không thể nào bỏ đi trong lúc này. Nếu làm như vậy thật sự là quá ích kỷ đó. Vậy Triệu đại ca quyết định tham gia trận chiến này hả? Không còn cách nào cả. Ngoài chiến trường rất là nguy hiểm, em sợ. Em yên tâm đi, Triệu Khang dẫn này trải qua trong trận chiến không dễ chết đâu. Anh nhất định sẽ trở về đây kiếm em. Thiệt hả? Triệu Khang Dự. Tứ muội, đã khuya rồi em còn chưa ngủ sao? Anh còn khuya hơn tôi nữa. Tứ muội, tối nay anh có chút chuyện cho nên. Anh muốn giấu tôi tới chừng nào? Anh đi gặp Nạc La cô nương phải không? Phải, anh đi gặp mặt cho cô. Triệu Khang Dự, anh thiết bị hỏi. Tôi muốn em giải thích đi. Anh khỏi giải thích, anh không giữ lời hứa. Có lẽ anh đã quên đêm đó anh đứng ở đây anh đã hứa gì với tôi không hả? Anh còn nhớ hay không hả? Hôm chúng ta ở dưới núi, nếu không may mắn chúng ta đã biến thành ma trôi rồi. Yêu nữ kia hãm hại chúng ta, anh còn đi gặp nó. Anh thiệt làm tôi tức giận quá. Tôi muốn nghe anh giải thích đi. Còn nữa, bây giờ chúng ta đã sẵn sàng đánh giặc với Tiết Đàn, vậy mà anh còn qua lại với hắn nữa, anh đi rồi sao? Tứ muội, em nghe anh giải thích đi. Anh đừng có giải thích, tôi không nghe. Tứ muội. Tam đệ, anh đã khuyên nó rất nhiều lần nhưng mà nó vẫn không chịu nghe lời. Anh sợ nó bị yêu nữ kia hại chết thôi. Em tốt với nó như vậy, em làm vậy chỉ uổng công thôi. Hay là đây cơ, cứ như vậy anh tới kiếm em có chuyện gì? Anh muốn hỏi em, lương thảo để ở trong kho nào, ngày mai anh cho người đi lấy thôi. Ừ, anh chờ một lát nha. Ở trong kho Thái Hằng và Vĩnh Lâm, số còn lại để núi phía sau đó. Nguyên năm 950, hầu hán chủ Lưu Thành Hữu phái binh đánh Diệp Đồ. Cùng tháng thái quý của Diệp Đồ Quách Hoài đích thân hướng dẫn quan lính chống chọi, cho nên quân của hai bên gặp nhau tại Thái Bình Nguyên, nội chiến chính thức bắt đầu.
Thái quý đại nhân, Thái quý đại nhân, lần này chúng ta được toàn thắng đó. Tốt, tốt lắm. Thái quý đại nhân, thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Thế là bực mình. Không ngờ Lưu Thành Hữu cho rất nhiều thủ quân trú đóng tại đó, cho nên chúng ta tấn công 3 lần, 3 lần cũng không thể nào thành công được. Nhi ca, chỗ đó là ngoài vòng của thành Khai Phong, tụi nó không rút đi đâu được nữa. Theo em thấy, tụi nó sẽ nghĩ cách chống chọi chúng ta mà thôi. Tụi nó đã quyết định tự thủ, chúng ta muốn tấn công chắc cũng khó lắm. Sợ gì tụi nó tự thủ chứ, chúng ta tập hợp đầy đủ chắc chắn dễ công phá tụi nó. Làm như vậy sẽ tổn thất rất nhiều. Nếu mà tụi nó có diện binh tới, chúng ta sẽ nguy hiểm lắm. Xin Trương đại nhân yên tâm, hồi nãy thám tử về báo lính của Tuyết Đan chưa có hành động gì. Những gì thần có mặt còn có cách nào tấn công cùng hả? Con có một cách nghĩ, không biết có làm được hay không. Con nói đi. Ở trong thành Khai Phong có rất nhiều trú quân đóng tại đó, nhưng mà phía đông và phía tây chỉ có mấy ngàn lính thôi. Các vị biết tại sao không? Tôi biết. Tại vì phía đông và phía tây cũng đều là rừng già, trong đó có rất nhiều cây lớn, hơn nữa đường khó đi lắm, muốn tấn công thật là khó. Cho nên họ đâu có cho nhiều quân trú tại đó. Tụi nó nghĩ chúng ta không làm như vậy, nhưng mà chúng ta cố ý làm vậy. Đại ca, ý của đại ca là chúng ta tấn công từ hai bên không ạ? Đại ca, thành Khai Phong hai bên cũng là rừng già, muốn tấn công khó lắm đó. Nhưng mà theo tình hình bây giờ, chúng ta chỉ được phải dùng cách này mới có thể công phá được Khai Phong và không bị tổn thất nhiều. Phu Hoàng, xin phê chuẩn cho thần nhi dẫn 8.000 quân tấn công từ phía đông, giết tụi nó không kịp trở tay. Đại ca, làm vậy nguy hiểm lắm. Đúng rồi đó, làm như vậy quân lực sẽ không được tập trung, rủi mà xảy ra chuyện gì sẽ tổn thất rất nặng nề. Phu Hoàng, thần nhi tự tin chắc chắn sẽ thành công. Cách này cũng là một cách tốt nếu chúng ta muốn tấn công. Được rồi, Trẫm cho Hoàng Nhi dẫn theo 8.000 quân, nhất định phải cẩn thận nha. Ta Phu Quan. Đại ca, em đi chung với anh. Đúng vậy, tôi cũng đi. Ê, không cần, anh đi một mình được rồi. Mấy người ở lại đây, sáng sớm ngày mai tôi sẽ dẫn quân tấn công. Đến lúc đó các vị nhận được tín hiệu của tôi, lập tức công thành. Thank you.
Lâm Khánh Gia. Lâm Khánh Gia. Dạ hoàng thượng. Hạ quan có mặt. Quân tình bây giờ là sao hả? Hồi sáng quân đội Quách Hoài chưa tấn công chúng ta. Tụi bay đều là thứ vô dụng không à? Nói thì hay lắm. Đến lúc đánh giặc á, thằng nào thằng nấy cũng thua sạch á. Không có thằng nào là đối thủ Quách Hoài hết. Nó tự dịp đồ tấn công cái Khai Phong như đi vào chỗ không người. Vô dụng. Tất cả đều là vô dụng. Dạ hoàng thượng. Về việc mượn quân của Tiết Đàn, có tin tức gì không? Hoàng thượng, hạ hoàng đã phái mười mấy sứ giả đem theo vàng bạc châu báu và các đất trò. Ai ngờ bên vua của Tiết Đàn không có phản ứng gì hết trơn. Thiệt là bực mình. Ngày thường trẫm coi tụi nó như là anh em. Bây giờ có giặc tới, tụi nó lại khoanh tay ngồi nhìn hả? Được rồi, môi hở thì răng bị lạnh. Nếu mà đại hạn có xảy ra chuyện gì, Tiết Đàn cũng không yên được bao lâu đâu. Môi hở răng bị lạnh thật là quá hơn được. Chỉ toàn quốc quay tôi đâu có dám tấn công Tiết Đàn của chúng ta. Quá lời lớn rồi. Bắt những đại dương thuộc hạ chỉ nói theo sự thật thôi. Thủ hạ Hết Oai đây là tướng mạnh và anh dũng thiện chiến. Hơn nữa Hết Oai được lòng dân lắm. Rủi mà nó tấn công vào Khai Phong, lúc đó chúng ta đã ngăn cản sẽ thêm nhiều khó khăn. Chúng ta không phải là không muốn lợi dụng cơ hội này, chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Bây giờ tụi nó đánh với nhau chắc chắn có một bên bị thua, đến lúc đó chúng ta mới tấn công cũng chưa muộn mà. An Đồ Quân, anh đồng ý không ạ? Lời nói của anh An Đồ hoàn toàn đồng ý. Nào quý đại vương. Thế phiền à? Kinh nghiệm về tác chiến hai chúng tôi hơn anh nhiều. Anh hơi cấp tiến rồi đó. Nếu mà hai vị đại dương cũng đồng ý phải chờ, thuộc hạ cũng không biết nói gì hơn. Nhưng mà xin tha cho thuộc hạ to gan. Ở trên đời không bao giờ có chuyện không chiến mà được thắng. Nếu bây giờ chúng ta mất đi cơ hội tốt, sau này chúng ta hối hận sao quá muộn đâu. Nhất thì tôi dòng suy này dòng nhập đi xin buồn gì kết đi dẫn bà gió siêu thiên thị hoàng phong sơn sổ sinh như mê dẫn chứ